Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh IC đây và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Monster Legend. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở đây thì nó đang bán là giảm giá những con hệ lửa và rất là ngon, nhưng mà mình hiện tại không đủ game. Giá là 599 game sẽ được 3 con. Metallica là một con rất thích này, con hệ lửa và là cái con mạnh nhất của cái bọn nhạc rock này. Một con quỷ lửa, con này là gì ta nhỉ? Ghost Rider với thêm một con Fina nữa, nhưng không đủ game rồi, phải chấp nhận thôi. Thì chúng ta sẽ con Brutogo của mình còn 10 tiếng 43 phút nữa sẽ được hoàn thành. Chúng ta có thể mai có thể test được cái con này rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm, có thể mình sẽ dùng game luôn đi. Đây mình sẽ dùng 11 game để có thể là skip qua được cái con Brutogo này nha. Và đây chiếc Brutogo, wow, đẹp thế. Cái dạng một của nó nhìn trông đẹp thế. Dạng sơ sinh. Chúng ta sẽ cho nó tiến hóa lên cái dạng gọi là trẻ trâu xem như thế nào. Oh, wow. Bốn loại vũ khí khác nhau. Nó sẽ làm gì nhỉ? Nó sẽ ném lên đúng không? Nó sẽ xoay ạ. Xoay một vòng tròn tất cả cái vũ khí. Bốn loại vũ khí của nó. Chúng ta đợi một chút. Đây, Brutogo. Hệ gọi là hệ Legend và hệ đất. Rồi, đây dạng một có nhìn trông nhìn trông hài vãi trường. Đúng là một con trâu. Như ma vương, như ma vương bốn tay. Và hiện tại thì chúng ta đang có 600.000 này. Wow. Ai chát đẹp. Nó sẽ tạo ra một cái cục đá xong nó sẽ tạc luôn cái tượng nó. Nghệ thuật điêu khắc chuẩn luôn đấy. Và mình sẽ cho nó lên cấp cái này thì nó sẽ gây ra một cái lượng đam hệ Legend khá là lớn. Tầm khoảng chắc là khoảng tầm 60% lượng đam và tỷ lệ chính xác là 50%. Đây là một chiêu đầu tiên này. Chiêu đầu tiên gần như mình sẽ không cần dùng. Nó tiến hóa dạng 2 đấy. Một chiêu gây ra cái lượng đam hệ đất và hồi 15% máu à. Có vẻ là ngon ta. Cũng được, chơi cũng khá được. Sẽ hồi máu cho bản thân mình khi mình đánh được chúng nó. Thế thôi. Cấp 15 sẽ có thêm một chiêu nữa, khả năng gây ra quicksand bình thường. Cái này thì không cần lắm. Và nó yêu cầu là một lượt cooldown này. Có cái đồng hồ cát là sẽ yêu cầu một lượt. Chúng ta sẽ lên cấp 20 cho nó. Đây cấp 20 đây. Khả năng gây ra stun một lượng đam 50% khả năng gây ra stun. Lượng đam khá lớn. Cũng được, chúng ta chụp được. Stun đơn kẻ thù đúng không? Mình cho nó lên cấp 25 để nó tiến hóa lên nha. Đây sẽ cấp 25. Và mình có khả năng regen. Tăng cái này, búp cái này chúng ta có khả năng hồi máu sau mỗi turn này. Đó. Nhưng mà chỉ có một người thôi. Gây ra một cái lượng đam hệ đất. Thế thôi. Không có gì nhiều. Đây mình sẽ thay cho cái chiêu hồi máu ấy. Thay cho hồi chiêu hồi 15% máu đi. Đó, tiến hóa dạng 3 đấy. Hơn 400.000 của chúng ta sẽ được dồn cho này. Một chiêu gây ra đam hệ Legend. Đam Legend đúng không? Đam rất lớn, rất rất lớn luôn. Và nó mạnh hơn cái chiêu này luôn. Ta sẽ thay luôn. Thay cái chiêu này đi. Poor Ray. Còn hơn 300.000, chắc mình sẽ cho lên được tầm khoảng cấp 40 đến cấp 45 gì đó. Triple Dam, ngon. Chúng ta sẽ được thêm một extra turn này, hay. Chúng ta sẽ được Triple Dam và cái Blin 2 turn là sao ta? Cái chiêu này mình cũng chúng ta sẽ được nói chung là Triple Dam trong vòng 2 turn và được thêm extra turn nữa. Mình sẽ bỏ chiêu gì đi nhỉ? Chiêu Quicksand có cần không? Quicksand đánh boss, chiêu stun này cũng cần này. Chiêu hồi máu này, bỏ chiêu hồi máu đi, mình không cần hồi máu. Chúng ta sẽ còn hơn 300.000 nữa và cho nó ăn nốt lên 39, 40 luôn. Cái chiêu này không cần này, chiêu hồi máu không cần này. Chắc mình sẽ có thể cho nó lên được cấp 45 hoặc là cấp 45. Vẫn là regen thôi. Và chúng ta cho lên cấp 50. Chúng ta sẽ hồi 25% máu cho bản thân đây. Chiêu này có hay không ta? Vấn đề thì chiêu này thì nó không gây ra đam này. Mình sẽ bỏ chiêu nào đây? Lượng đam ngang nhau, thời gian hồi ngang nhau. Cái này yêu cầu cooldown, nhưng mà cái này không, cái này cũng yêu cầu cooldown và cái này còn hồi cả máu cơ.
chắc mình sẽ thay trường này đi tạm thời đấy đã, và mình sẽ cho lên được cấp 50 rồi. Thì anh em nào muốn đặt tên là gì thì có thể là comment ngay xuống phía dưới nhé. Mình sẽ lựa chọn cái tên nào được nhiều người yêu thích nhất để đặt tên cho cái con này. Rồi, chúng ta sẽ xem nào. Có Seo Pridageum không? Mình sẽ xem là ai đổi Seo Pridageum. Chúng ta sẽ vào và test luôn con đấy đi. Chúng ta có 5 trận ở trong phần multiplay. Chắc mình sẽ đánh 5 trận trước đi ạ. Còn mới của chúng ta đó, khá đẹp. Brutogo, đây là một trận yêu cầu hệ lửa, hệ nước và legend. Chúng ta sẽ dùng đánh cái bọn nào đây? 15 điểm này. Bọn này sẽ đánh được này, mình sẽ đánh được cái này luôn. Mình có Inheritor hệ lửa, có Kryotan hệ nước và legend thì mình sẽ chọn Chrysandre. Đây, Kryotan rồi, được, và mình sẽ chọn thêm một con nữa. Mình sẽ chọn Chrysandre hay là Master hay là Krubo ta. Đang phân vân đây. Chắc mình sẽ chọn là Chrysandre thôi. Vừa khả năng khống chế, vừa khả năng gây ra bleeding, vừa khả năng kích hoạt chiêu, khá hay. Đam tạm ổn. Sự đam tạm ổn. Tốc độ giờ nhanh hơn mình kìa. Băng giá rồi. Thôi đóng băng rồi anh em ơi. Xịt, ok, hay lắm. Mình sẽ có Olympus hoặc là đóng băng ôn Mega Fraser này. Chắc mình sẽ dùng đóng băng ôn đi. Ồ, nó kháng. Đây là kháng đóng băng đúng không? Đây là Mega cơ. Mega Fraser cơ. Ôi xịt một con kìa. Đáng tiếc quá. Rồi, tỉnh dậy rồi đây. Bọn này chết đi. Bleeding thì là team mạnh nhất của chúng ta mà còn thua nữa thì ớ, xịt đấy. Inferno Flame lên. Không trúng à. Burning Block chết luôn hai con. Và chúng ta có tuyệt chiêu nhưng mà không cần lắm. Thật ra không cần lắm. Gồng lên, gồng năng lượng lên. Giờ không cần dùng chiêu nữa, con này đã bị đóng băng rồi. Ta sẽ chém nó thôi. Một phát là 13k máu này. Vào đây. Chết luôn à? À, có tuyệt chiêu của con Inheritor. Quá nhanh. Chúng ta đánh xong được một trận rồi này. Pridageum đúng không? Bạn Nguyễn Đại Thắng đã đổi cho mình. Nguyễn Đại Đại Phát à? Hay Nguyễn Đại Brihilda? Để xem đã. Brihilda. Có đó em. Request đi, yêu cầu đi, mình sẽ đổi cho anh. Mình đang cần Seo của con này, con Legend này. Thật ra có 48 trên 120 rồi. Mình sẽ cần 32 nữa, 32 cục Seo nữa. Ở dưới Nguyễn Đại Thắng, ở đây, có rồi. Ok. Done. Rồi, chúng ta đã hoàn thành, à, mà đổi tiếp nhé. Vài đổi tiếp nhé. Rồi, chúng ta sẽ, và team mình thì đang tuyển nhá, tuyển thêm người nhá. Hiện tại thì chúng ta đã có 27 thôi, 27 người trên 30 rồi. Anh em nào mà muốn vào thì có thể tìm theo bang nhá. Tìm theo bang đây, hiện tại đang có 27/30. Tối thiểu là Master Power là 6.000. Và tên là giải ngân hàng hay gì nhá. Hình con hổ đây này. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lấy vàng. Lấy vàng xong rồi này. Đây sẽ làm cái gì? Ồ, nấu vàng này. À, bọn này xây xong nâng cấp xong ấy rồi. Cái sản xuất thức ăn rồi. Mình sẽ trồng cái loại 1M đi. Đây, 1M đây. Trồng luôn. Cái này nữa, 1M này. Tất cả vàng có thể. Chỗ này cũng xây xong rồi đây. Mình sẽ tiếp tục cần nâng cấp thêm những cái chưa nâng cấp ở phía trên này. Nó sẽ có này. Ở cái trên này đang xây rồi. Hiện tại đang là 67M. Tiết kiệm lên khoảng 100M là sẽ mở được cái hòn đảo tiếp theo. Mình sẽ đi bắt đầu đi clear bớt những cái đá đi đã. Nhờ, chắc được ở đấy đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu là nâng cấp lên luôn. 500.000 một ngày. Mắc lâu. Đây là cái hòn đảo mình định mua. Nó giá là 100.000 vàng. Chúng ta bắt đầu đi clear. Ôi, hết rồi. Hết công nhân rồi.
hết sạch công nhân luôn. Ok, chúng ta sẽ nó hơi lag một chút. Nhiệm vụ hàng ngày là cho thú ăn 150.000 xong. Yêu cầu sell xong. Mở Lucky Chest, tối sẽ mở thêm cái hòm nữa. Lấy food là 11/18. Adventure mode là 02 2 trận. Hầm ngục 3 trận, multi 3 trận, xem quảng cáo và grab này. Ở đây mua sell và một grab một cái runner nữa là xong. Shop. Chúng ta sẽ mua sell con gì ta? Nhiều con quá. Dry box. Mua sell con bằng vàng thôi. Mình không muốn tốn game. Xong một cái này. Và bắt đầu là grab thêm runner. Grab runner. Crafting đi. Chúng ta sẽ grab runner gì đây? Mình sẽ grab cái runner cấp 4 đi. Cấp 4 lên cấp 5 đi. Nó hơi lâu một chút. Đẹp thế. Và sẽ bắt đầu grab ra. Chúng ta sẽ grab ra được cái gì đây? Đợi trong vòng là một tiếng, theo mình nhớ là một tiếng. Sao nó không thấy gì ta? Rồi. Chúng ta có mạng lại rồi. Tiền mất mạng sao ta? Không hiểu lắm. Hầm ngục nó có cập nhật thêm cái hầm ngục mình mới không đây? Trong này thì ta sẽ vào đánh các trận hầm ngục trước, 4 trận hầm ngục với 3 trận trong cái phần multiplay. Nó yêu cầu 2 con để có thể là sinh sản ra được một con legend. Con này mình thích này, con băng giá này. Băng giá khả năng stun. Mình có nào rồi? Con dê điện à? Ủa? Khá tởm đó, có một con thiên sứ à? Thiên sứ cây à? Nó không yêu cầu hệ cho lắm. Thật sự là không phải yêu cầu hệ. À đúng rồi, mình còn phải test con Protogo chứ nhỉ? Đánh 3 trận đi. Đánh 3 trận trong hầm ngục đi. Xong rồi chuyển sang một trận ở phần Adventure Mode. Nào. Wow, team này cũng rất là mạnh. Chắc mình sẽ chuyển sang cái team khỏe khỏe của mình chút, Inheritor trước này. Chrysandre này. Và thêm Frostbite, tăng đam. Đóng băng lan. Chrysandre sẽ đánh trước, mình sẽ cho cái Bleeding đi. Nó có một con Legend, hai con Legend. Tin này thì cũng nhanh thôi, không quá lâu đâu. Siêu nhanh rồi. Búp đam lên. Tăng đam lên. 1 tuyệt chiêu. 1 tuyệt chiêu này chết luôn. Tin này thì quá mạnh rồi. Chúng ta sẽ bỏ qua cái này luôn đi, không cần nữa. Sẽ được cái gì đây? Được game không? 2 cục game đi. Không được. Chỉ được một cái gold thôi. Tăng vàng thôi. Ở đây sẽ có một game này, 3 này, thành 7 game này, 12 và thêm một quả trứng. Khá là lời, nếu mà đi cái này xong ta sẽ được 12 game và một quả trứng để up. Cái quan trọng là like được một con legend xịn ấy. Đấy. Chúng ta có stun lan, có búp đam. Này thì nhanh quá, đánh này mắc nhanh luôn. Được rồi, búp đam lên. Tăng gấp đôi đam lên. Một chiêu này thì đi được cả team. Nhưng mà combo này khỏe quá, đánh này không mất vui. Tại sao mình sẽ điều khiển cái tâm trí của nó để nó đánh lẫn nhau thì vui hơn không? Game đi nào, game. Ủa, đều vãi cho cái cục quỳ bắp nhất đây. Rồi, cho sẽ còn một trận nữa. Cái này nó có thời gian là 1 ngày 4 giờ nhá, nên anh em là tập trung mà chơi. Nếu mà quá cái thời gian này là chúng ta sẽ không thể nào mà đi hầm ngục này tiếp được nữa. 1 ngày 4 giờ thì nó sẽ tương đương với là tầm đến 2 giờ chiều mai nó sẽ kết thúc cái sự kiện này. Team này nó mạnh quá, đánh này mất vui. Nó sẽ cho con này bleeding này. Con kia thì mình sẽ búp đam. Con kia sẽ điều khiển nốt, sẽ được búp đam lên này. Con này sẽ dùng điều khiển tâm trí đi, không dùng cái kia nữa. Đó. Xịt. Hai trưởng. Máy hút bụi à? Monkey form. Ô sao nó vẫn có bị điều khiển mà. Thế quái là ta. Không có nào bị điều khiển à? À khi như con máy hút bụi sẽ bị điều khiển kìa. Tôi có cho nó chết rồi gì. Mất thời gian quá. Một chiêu đóng băng lan. Và sẽ giết được cả team nó. Tại vì là strong attack.
Wow, chết luôn kìa. Xong, và giờ ta sẽ đi test Brutogo, cái con legend mới mình vừa mới up ra. Và mình vừa... Cái này kiểu đấy gì nhỉ? Nó không bao giờ cho mình game luôn đấy. Quay trở lại và chúng ta... Đây, đổi cái gì đây? À không, bắt đổi xeo thôi. Adventure map. Con kia là cấp 50 nên mình sẽ chỉ lựa chọn cái map tầm cấp 50 thôi. Mấy cái map này toàn cấp 100 trở lên thì không đánh được. Có thể đây sẽ là cái map 50 đây. Có một con boss ở đây thì phải. Mình không đi boss nữa nào. Đánh cái này đi. Cấp 75 à? Cấp 75 thì không đánh được đâu. Cấp 75 tốc độ nó rất là cao. Không kịp mà đánh luôn đấy. Đánh với một cái team nào đó thì có thể ra được 4 chiêu 58. Con kia là 50 mấy nhỉ? 50 à? Đấy, chắc là như thế này thôi. Hai trận. Đây đây. Sẽ đánh ở đây đi. Có một con boss ở đây. Cầu nó cấp 56 thì cũng hơi khỏe quá nhỉ. Một sao này, chắc đây sẽ cấp 50 rồi. 42 thì yếu quá. Đây, cấp 50 đây, có hai team, có hai team luôn tất cả. Chúng ta sẽ chọn tất cả những con cấp 50 để đi cùng con Brutogo nha. Bỏ con này đi. X ra nó. Cấp 100 này, cấp 50 đâu. Đây, ở đây có một con cấp này 50 này. Yamato và thêm một con khủng long xương nữa. Đấy. Đấy, team này nhìn trông có vẻ hoành tráng ta. Đánh nhau với mấy con bé bé kìa. Rồi, bỏ hết chiêu đi, không cần phải đánh nữa, để con kia tự đánh. Con này thì nó sẽ ôi toàn chiêu stun, khả năng là thêm đâu nhỉ? Cái chiêu nào mà nó búp đam, chipper đam đây và thêm con mẹ bị giảm 50% độ chính xác. À hiểu, mình hiểu cái chiêu đấy rồi. Thêm nói chung là nó sẽ vẫn có cái hiệu ứng có hại, đó chính là blind gây mù, giảm 50% độ chính xác, nhưng mà được chipper đam. Chiêu mạnh nhất của nó là cái gì? Quick Sand, 4 turn, 4% đam. Chúng ta sẽ có stun 50% đam. Một chiêu nữa là 6% đam, sẽ giết được nó luôn này. Một phát đánh đi. Oh shit. Chứ 50% độ chính xác à? Bó tay nhỉ? Bó tay rồi, cắn nó vậy. Ui nó khỏe thế. Ui nó hút máu rồi. Bọn đấy à? Nó là rồng. Vậy anh hồn rồi. Chết tôi. Bia làm nào đây? Sẽ tạo ra Big Seal. Sẽ tạo ra X-Charton. Được, tạo Seal trước. Đây đã. Thêm một lượt khả năng burning một kẻ địch. Toàn chiêu cùi bắp đấy. Bắn tên lửa 4k máu trừ 50% độ chính xác. What? Trời ơi toàn xịt. À nó thêm được một lượt nữa à? Ngon. Chiều này xịt đã thì thôi đấy. Chết. Còn Mega Steum thì mình sẽ cắn con nào đó. Burning cũng được. Old enemy này cũng khá tốt. Quả nó khỏe quá. Khỏe quá mức cho phép. Đập nó. Kiếm ánh sáng hơn 2k. Chiêu này có khả năng hồi máu cho bản thân mình. Đó, hồi khoảng 1900 máu. Tốc độ rất là tốt. Cắn này hơn 1k rưỡi máu. Bị burning rồi. Chúng ta sẽ chiêu nào đây? Chiêu này cũng sẽ burning này. Bắt đầu hồi năng lượng đi. Tốc độ rất là ổn. Một trận chiến kéo dài quá. Kéo dài quá dự kiến rồi anh em. Rồi, cho hồi năng lượng lên. Con này sẽ cắn chết nó đi. Xong. Sang turn 2. Next wave ta sẽ đối đầu với những hai con. Khoảng 5k. Khả năng stun hình như bọn này không bị stun thì sao? Đúng rồi. Mình cảm giác như vậy. Mình sẽ tạo cái siêu lên cho mình đi. Big siêu 2 turn. Đó, và thêm một lượt nữa đánh thoải mái. Burning. Chém. Con này chiêu cuối mình đã test rồi này. Chiêu đầu đi, Quicksand đi. Quicksand nó sẽ chết ngay trong cái lượt tiếp theo. Nên mình sẽ dùng cái chiêu này trước. Cắn. Một con về chầu Diêm Vương luôn. Con thứ hai hết năng lượng. Con này thì sẽ ném phát nữa này, stun.
không bị stun nhở? Hình như nó vừa bị stun rồi nên nó không thể nào mà bị. Ô, con này tốc độ rất là tốt nhá, phải nói như vậy. Đánh hai lượt liên tiếp kìa, và cho chết thôi, cắn chết này. Ok, thì hôm nay chúng ta đã có một con mới được chia Brutogo, và mình sẽ kêu tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Master Legend. Bye bye.